Kính thưa quý vị, nhằm tiếp sức cho bà con thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19, liên tục trong các ngày 9, 10 và 11 tháng 7 năm 2021, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo các huyện tại tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục thực hiện hành trình san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, vận chuyển nông sản và nhu yếu phẩm về tại tỉnh đoàn Đắk Lắk, nơi tiếp nhận hàng ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đợt này, Phật giáo các huyện Cư Mga, Ia Hleo, Buôn Đôn, Krông Năng, Krông Bông, Ia Ka, Ia Súp, Krông Bông, Lắc, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột đã ủng hộ trên 100 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm. Chia sẻ tại điểm tập kết hàng hóa, Chư Tôn Đức lãnh đạo cho biết, với tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, thực hiện công văn số 98 CVBTS về việc vận động củ quả thực phẩm ủng hộ bà con đang cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức vận động Chư Tôn Đức, quý Phật tử, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ nông sản và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch lần này, mong cho sự hỗ trợ này sẽ làm giảm đi phần nào những khó khăn, vất vả của bà con ở những vùng dịch. Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã tri ân tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Chư Tôn Đức Phật giáo các huyện, thị, thành phố cũng như quý Phật tử, mạnh thường quân đã đóng góp và cùng nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu tan để đời sống xã hội sớm trở lại bình thường. Dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự sẻ chia đùm bọc của người dân cả nước, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.